Rồi hello chào cả nhà đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình có đi bữa mình có đi bắn chim, mình có đi chơi, mình phát hiện một cái tổ ong vú nó nằm cặp lề đường anh em. Nay mình sẽ nó nằm trong cái gốc dừa mà người ta đã cắt rồi, người ta đã bỏ rồi. Thì nay mình sẽ đi, mà bữa nay mình sẽ tậu thêm một cái máy nữa nghe anh em. Đây, mình chờ giúp mình sẽ tậu mình một cái máy mình mới về. Cái này của nhãn hàng Kim Blue nha. Mình thấy cái nhãn hàng này nó ok thì hôm qua mình cũng có nhận về, mình cũng có test thử rồi, mình thấy ok. Hôm nay mình sẽ đi cho nó ra thực chiến luôn nha anh em. Nay mình đi ra cái những cái dừa mình sẽ moi thực chiến nha. Thì nay mình sẽ lấy hai thùng nha. Mình sẽ lấy hai thùng. Đây, mình thường thường ngày đi hốt mình chỉ lấy hai thùng thôi. Thiếu rồi, thiếu muốn bê cà cả anh em. Qua đây. Còn miếng bê cà chơi luôn nè, chơi thùng màu luôn nè. Đây một thùng, là mình đi hốt hai thùng nha. Rồi dưới này sẽ cho thực chiến cái máy này. Còn anh em xem clip mà có thích cái dòng máy, những cái dòng máy cưa nè, xích nè, pin nè, nói chung là dụng cụ bên đồ khoan dùi gì đó là anh em cứ vô cái TikTok shop của mình nha. Mình có áp cái giỏ hàng trong đó đó, anh em cứ vô mình TikTok shop ủng hộ nha. Nói chung là dòng máy này mình nói chung là rất là ok, pin rất là trâu mạnh. Rồi nay mình sẽ đi vô trong mình đó, mình test cho anh em xem luôn, test thực tế nha. Ok, vậy là mình đi thôi. Đây anh em ơi, mình xuống tới chỗ rồi. Nó hơi xa, đi mấy chục cây nha, trong góc vô một nè. Cái này là cắt lâu lắm rồi, mình có xin chú nhà mình sẽ hốt hoặc cho chú nhà. Còn trong đó đang ngay chỗ chú đó đúng một một ổ nữa, nhưng mà nó trong cái cây vừa sống rồi chú, nó thôi đi chứ bắt tổ này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt nha anh em. Này một quả cũng còn cứng dữ ta, thử cái coi còn cứng nha. Cục này một nhưng mà này bên đây còn cứng nha. Rồi, ok, để mình lấy cái nó bảo hộ đậu vô để bù mình, cái mình sẽ bắt cho anh em xem nha anh em. Bỏ ba cái đồ nghề này ra cho nó hết, điện thoại bỗng nhiên giờ là bắt ong nha anh em. Chủ nhà đem ra thả sẵn một cái thao cho mình nha. Mình lấy cái máy này luôn ra mình xử lý nữa này, test nó luôn nha anh em. Đầy đủ phụ kiện combo luôn. Anh em có mua thì liệu cứ lên TikTok của mình có áp vô bên cái cửa hàng bên TikTok của mình à. Nói chung là ta trái ta phải là nó có nút bấm hai bên luôn nè, nó thuận tiện lắm. Rồi, này qua bên gắn cái tay cầm vô đông à, mới có khỏi vài cái nó ra rồi anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra thử này như thế nào nha. Cứng lắm, còn cứng lắm anh em ơi, thử mày tới đâu còn cứng. Cứng nha anh em, cứng lắm anh em ơi, không phải mềm đâu, lũa à. Đây mềm, bên đây cứng à, cái ổ lên tới đây luôn anh em ơi. À này 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 nó nè anh em ơi, nó nằm ở đây nè. Sao ta cứng quá mà. Để mình sẽ moi moi rồi danh cái ổ nó nằm tới đâu nha, rồi mình hạ tính đó. Có trứng rắn rồi, trứng rắn. Nhóc như vậy chắc nó nằm theo cái bộ diều này xuống đâu chứ. Cái này tình hình nó đang xuống như này, cứ ngắt như này, mình phải đục một lỗ trước rồi đã, coi nó đi tới đâu đã, cứng lắm nha nè, đục luôn. Có kiến càng vô trong càng cứng anh em ơi.
nó lũa rồi. Thấy mục hoàng nó không mục nha. Ngắt thăm dò ở tới đâu rồi đâu mình sẽ sử dụng máy cưa. Máy cưa bây giờ nó cứng quá trời cứng, chơi nó luôn, móc đại thử này. Chơi đại thử một test mình ra coi nó như thế nào mình móc tiếp. Coi nó như thế nào. Như thế nào? Như thế nào đây? Mình thì đụng ngộ rồi đó. Máy này cắt khỏe, cắt ngót lắm nè. Rồi nó đi qua bên đây. Rồi, nó cứng nè. Nó đi qua bên đây. Tiếp tục, tiếp tục. Cắt rất là im luôn. Cứng dữ ạ. Khá là cứng rồi nè, nó hơi bị dướng cái này. Rồi tình hình của nó sao đây? Ngắt anh em ơi, chú lét luôn anh em ơi. Không có lẽ nha, không có dễ ăn đâu nha. Dữ vậy trời. Này từng phần từng phần. Nên chứ sao vậy? Phật bỏ qua bên đây nè. Nó đi đường vòng. Trời ơi nè, sớ nè. Cứng lắm, vô dở nè nè. Tiếp tục, tiếp tục. Công rồi đục luôn rồi. Công dảnh rồi đục rồi. Chơi đục kia. Mình còn một cái đu nữa. Đục cứng nữa. Chơi nữa. Mày. Ủa ổ đi đâu? Ôi. Đi đâu vậy chàng? Đây cục phấn. Đây cục phấn này trước. Dài mật luôn rồi. Không được nguyên nha.
lỗ. Cho vô nhà. Trứng nằm ở trong rồi kìa. Thấy cục trứng nè. Lấy cục mật ra mới lòi ra cục trứng. Có cục trứng luôn. Lòi cục trứng ra nè. Cha con này thì không bự rồi. Theo mình nghĩ tại bọn dừa này đi theo mấy cái lỗ đuôi dừa không à. Không được bự gì mấy. Tới đâu ăn kiểu này là cắt banh cái này luôn mới lấy được đi lò dính có phấn nhưng mà dính chung trứng dính chung ăn cục trứng ngon à nó đi theo lỗ đuôn anh em ơi chết mò bắt cái này cực dữ ăn ngon cắt hoài luôn một hoài luôn qua tới đây luôn lên tới đây luôn rồi ok mở ra nữa rồi tiếp tục cắt vừa vừa tới thôi vừa vừa tới thôi trời thấy gì đâu chú vô đâu vậy ui không à cố gắng anh em ơi kẹo này bắt kẹo nào chút xíu nữa hai cục trứng này mắt này bắt phân nè phân từ từ nè là cục trứng này phân hoài vô nè nó nằm quẹo đây nữa nè đi vòng ở đây nè cắt tiếp nữa nè bên đây luôn anh em ơi vườn già đỏ két nè tới này luôn rồi trời nó đi lon quá trời à xa dữ vậy đi xa dữ vậy trời ơi ok mình sẽ dọn cái đống này cái đã nó lon vô tuốt trong này nữa mà cả nhà trẻ tiếp trẻ hoài luôn nè trẻ hoài luôn tới đâu rồi tới tới bên này một bài bên đây nó tạm tạm một bài cục nhộng này tới đây luôn nè còn chú nó mày trốn đâu rồi chưa thấy chú ạ
mà vòng vòng đây chứ đâu hết trơn á. Cắt ngang đường này thử mày chỗ nào. Khỏi bò vòng vòng trong một cục trứng hay trong khó bắt dữ à. Rồi cái này lấp lấp khó bắt dữ anh em ơi. Sao nữa đang cục trứng non đây lộn qua tới đây cưng cưng từng trứng ổ này nữa. Hơi gọn nha anh em, mình sẽ môi tiếp, mình dí một chỗ tiếp. Mẹ tới đâu ai mọi người mệt luôn em ơi. Bây giờ khui nó nè, khui nó nè mấy trứng tới riêng tới đây chúa cái cắn lưỡi luôn rồi. Dập trứng nè. Nhân ngon, con cục trứng bên đây qua đó. Mình tính đi sâu. Mồi quá trời mồi luôn. Bụi không anh em. Rồi để lên lát tính sao, kiếm con chúa coi. Tới đâu rồi? Nó chỉ nằm trong cục trứng này chứ đâu đó. Sẽ lấy nó qua đây. Ôi trời trời gớt. Trứng già. Con này gọn mình phải gắn cưng từng trứng nha anh em. Không thôi nó không đủ quân. Cố gắng lấy cho sạch sẽ luôn. Kêu cố gắng để sạch cái tổ sạch thì về ông đỡ dọn dẹp sọt mấy trứng trong ít trứng quân quá phải cưng mới được. Bùa đâu rồi, đục đâu rồi. Chúa dạy đây là mình đâm nó luôn. Mày nằm trong này, cục này bên đây trong đâu. Từ từ thì lụm mày thôi. Cái thùng xịt ra. Cạch cạch nó mới được. Lấy này dài qua đây nè. Đây nè, lòi ra trứng nè. Lòi ra hết rồi nè, gần hết nè anh em ơi. Cưng cưng nó thôi, nhẹ nhẹ nó thôi.
Tới rồi, gần tới công chúa rồi. Gần tới ổ rồi. Chấn nó nghe. Mình dè cái mình chấn nó đỡ dập trứng lên nè. Dính trứng. Mày đâu rồi, mày đâu rồi? Chúa ơi, mày đâu rồi? Đây mình này, lên chút này nữa mới được. Chùm hết rồi. Bể chùm hết anh em ơi. Lấy sao đây, lấy sao đây cho nó an toàn đây. Anh ơi, mặt gì á? Này ông vú. Ông vú hả? Dạ. Ổ đó là mặt á hả? Dạ, ổ này nha, nha, nha nhộng. Này còn nhỏ quá. Nhộng nó có mặt không? Có mà ít, em mới lấy được có chút xíu à. Lấy cho chú vô nhà mà mới có chút xíu à. Còn cục mặt bên đây nè, em chưa lấy. Lấy cái nhộng nó gì bán luôn hả? Em nuôi. Mê nó nuôi chơi. Luôn chùm chùm nhộng luôn rồi. Quá bụi. Ok vô đây đi. Tìm em chúa ngay. Sắp xếp nó sao? Mình sẽ dí đây. Dài vô. Ok cục phấn. Đi xuống dưới nữa, chết mồ rồi, rồi xong rồi. Này, cái đêm này dân chúa nó chạy xuống dưới nữa rồi. Nó không lò xuống dưới kia luôn rồi. Nó lò dưới kia rồi, anh em ơi. Ngọc ngạch quá trời. Hơi bị cực nha. Hơi bị cực nha anh em. Bắt cưng trứng là hơi bị cực nha.
cưng như cưng vàng luôn nha. Cưng như cưng vàng luôn. Ơ rồi con chúa, rồi nó rớt xuống dưới luôn rồi. Rớt xuống lỗ dưới rồi. Mới thoáng qua nó rớt bọp dưới rồi. Ủa chị con chúa này. Nó tẩu thoát rồi nè. Nó buông cục nhộng nó nhảy cái ột xuống dưới luôn. Sao ta nhảy dưới chắc không chịu lên đâu, phân thì sao nhỉ, phóng luôn thầy, bỏ của chạy lấy người. Thôi mà chạy đâu, tôi lấy hết trứng này rồi tôi mồi xuống tới dưới thôi mà chạy đâu. Cái gốc dừa sống mình môi mình còn sợ, chứ gốc dừa này là mình không sợ nữa đâu. Nghi nằm trong cục trứng mà còn bắt không được nữa, là nó tẩu thoát tiêu rồi. Không biết uột xuống dưới liền. Hay thiệt. Kìa kìa, thấy nó rồi. Thấy nó rồi anh em ơi. Bây giờ sao bắt nó đây. Kẹt quá trời kẹt rồi, hóc kẹt quá trời kẹt rồi. Hóc con kẹt nè, nó chui lên lò trong này nè. Sao đây. Từ từ ra. Chỗ này là con chúa tơ đó 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 đó, kìa kìa lũ đít kìa. Em chúa hãy mình quay mình gình nó mà nó nóng máy nó tắt luôn anh em. Chú này cũng nhỏ gọn nha. Rồi cho vô đây rồi, ok xong mày, xong mày rồi, mày bắt mày rồi là xong mày rồi. Rồi giờ để mình dọn dẹp mình sẽ xử lý nó. Ổn cũng gọn vừa anh em, không có được bự, để mình xử lý đống này. Mình xử lý xong rồi anh em, quân cũng còn qua ở đông nè, nhưng mà không có lấy được miếng mật nào hết trơn, mật toàn là bể hết trơn luôn, không có cục nào mà nó ngon lành hết trơn để cho nó hết trơn, tê tua tê tả hết trơn, nó đóng trong hốc trong kẹt không à, không có cục nào mà có được, khỏi lấy luôn. Giờ cho mày tự lực cánh sinh luôn, cho mày tự lực cánh sinh luôn, đóng nút lại là xong, mình sẽ thu quân nữa. Này cặp về đường mà người ta đi người ta không biết, ở đây người ta không biết nuôi hay sao mà mình ở đây là ở gần là bên cái chỗ mà ông vú tự nhiên, cái trại ông vú tự nhiên dính chân, dính chân. Ok thu quân nha anh em, mặt coi về tự xử đi. Mình canh dừa là anh em đưa vô là dán cái bạc xong. Rồi lên đây thu quân nha anh em. Để mình lấy cái máy cưa mình đảo cái này, mình gõ gang cái cho sạch sẽ luôn là ok. Là mình thu quân nhanh gọn lẹ luôn á.
còn cục này nữa. Ok, dẹp mày qua không được. Chơi gì là sạch sẽ luôn nè anh em. Chơi gì là xuống dũng. Rồi, sạch sẽ. Lên đây nè, bắt đầu thu quân nè, nhanh gọn lẹ nè. Rồi, vô, út út liền, nghe một kêu ba vô liền, sáng vô, út 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 út. Nè, thấy chơi nhanh gọn lẹ không? Ê, vô ầm ầm liền. Rồi, mình sẽ dọn dẹp rồi. Mình chờ chút xíu mình vô hết mình sẽ cho nó về. Dọn dẹp luôn nè anh em ơi. Vô liền, vô liền, vô liền, im. Im, im. Im. Nó kèo này cho mình dùng dụng hết luôn. Rồi, ok, xong. Anh em thấy nó vô không? Sói sói nè. Này này gom quân lạ luôn. Không còn một miếng keo đâu luôn, gom rất là lạ. Rồi thôi, chờ chút xíu nữa mình gom quân về. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau nha. Anh em có mua thùng thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình mình nha.